Cô xin chào các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em cùng đến với tiết toán ôn tập học kỳ 1, bài ôn tập các số trong phạm vi 100, tiết 1. Các em mở sách giáo khoa trang 115 và 116 nha. Cô và các em cùng đến với hoạt động luyện tập. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta điền số vào dấu chấm hỏi. Người ta cho rất nhiều chấm tròn. Câu A hỏi là có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Vậy mình làm bằng cách nào nè các em? Đúng rồi, mình đếm ha. Vậy mình đếm như thế nào thì nhanh và chính xác nè các em? Đúng rồi, mình có hai cách đếm hết. Đầu tiên là mình đếm từng chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi mình đếm cho đến hết luôn ha các em. Nhưng mà cách này chỉ áp dụng khi mà mình đếm số lượng ít thôi ha. Còn số lượng nhiều mình có thể đếm bằng cách này nè các em. Các em quan sát mỗi thẻ chuột nè có bao nhiêu chấm tròn. Giỏi lắm, mỗi thẻ chuột mình có 10 chấm tròn nhé các em. Vậy mình cùng đếm nè: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Rồi mình tiếp tục đếm: 91, 92, 93, 94, 95, 96. Vậy là có tất cả 96 chấm tròn hết các em. Vậy cô điền vô đây là có tất cả 96 chấm tròn. Các em đếm rất là tốt nè. Chúng ta sang bài tập B. 96 gồm 6 và bao nhiêu? Đúng rồi, 96 gồm 6 và 90 ha các em. Hay mình cũng có thể nói là 96 là tổng của 90 và 6. Rồi, 90 và 6 gộp lại là được bao nhiêu? Giỏi lắm. 90 và 6 gộp lại chúng ta được 96. Các em đọc lại cùng với cô nhé. 96 tách ra gồm 90 và 6. 90 và 6 gộp lại chúng ta được 96. Bài tập 2, các em đọc đờ cùng với cô: đúng ghi đờ hay sai ghi sờ? Bài tập A, 34 đọc là 34, đúng hay sai vậy các em? Giỏi lắm. 34 đọc là 34. Sai ha các em. Vậy mình điền sờ. 34 đọc là 34, đúng hay sai nè các em? 34 đọc là 34, đúng ha các em. Vậy mình điền đờ. Đây, 34 đọc là 34, đúng hay sai nè? Chính xác, 34 đọc là 34, cũng đúng luôn ha các em. Vậy 34 mình có thể đọc là 34 hoặc là 34 ha các em. Rồi sang bài tập B. 71 viết là 71, đúng hay sai vậy các em? Đúng rồi, 71 viết là 71, đúng rồi ha các em. Mình ghi đờ. Đây, 71 viết là 701, tức là 701 á các em. Vậy 71 viết là 701, vậy chưa đúng ha các em. Vậy mình ghi sai ha, mình ghi sờ. Rồi, bài C. 62 gồm 60 và 60 chục và 2 đơn vị, đúng hay sai vậy các em?
À, chính xác, 62 gồm 60 chục và 2 đơn vị. Vậy là sai. Hai cái em mình ghi sờ. 62 gồm 60 chục và 2 đơn vị. Đúng hay sai? Chính xác, 62 gồm 60 chục nè và 2 đơn vị là đúng ha. Chúng ta ghi đờ. Đây, 62 gồm 60 và 2. Đúng hay sai vậy các em? À, giỏi lắm, 62 gồm 60 và 2. Đúng hả các em? Vậy chúng ta ghi đờ. À, bài tập 3 yêu cầu mình điền số vào dấu chấm hỏi hả các em? À, các em quan sát bài tập A. Các dãy số 94, 95, rồi đến bao nhiêu nữa nè? À, đến 97 ha. À, cô và các em cùng tìm quy luật để mình điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi ha. Rồi, các em quan sát 94 rồi đến 95 nè. Vậy 94 mình thêm bao nhiêu đơn vị nữa để được 95? À, các em giỏi lắm. 94 mình thêm một đơn vị nữa mình sẽ được số 95 ha các em. À, vậy quy luật của dãy số này là số ở phía trước nè, mình thêm một đơn vị để được số ở phía sau ha. À, tương tự như vậy, 95 rồi đến bao nhiêu nữa nè các em? Ừ, đúng rồi, 95 mình thêm một đơn vị mình sẽ có số 96 ha các em. Rồi đến 97, 97 rồi đến số bao nhiêu nữa các em? Ừ, 97 rồi đến 98 ha. 98 rồi đến bao nhiêu nữa các em? À, giỏi lắm, 98 thêm một đơn vị nữa mình có số 99 ha. 99 rồi đến bao nhiêu nữa các em? Ừ, 99 rồi đến 100 ha. À, các em đọc lại dãy số cùng với cô. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Rồi mình cùng sang bài tập B ha các em. Các em quan sát dãy số ở bài tập B. 60, 62. À, rồi đến bao nhiêu nữa nè ha? Rồi đến 68 ha. Cô và các em cùng tìm quy luật để mình điền các số thích hợp vào dấu hỏi chấm nè. Rồi 60, mình thêm bao nhiêu đơn vị nữa để được 62 nè các em? Ừ, chính xác, 60 mình sẽ thêm 2 đơn vị để được số 62 ha các em. À, vậy là quy luật của dãy số này là số phía trước nè, mình thêm 2 đơn vị ha sẽ được số phía sau. Rồi, tương tự như vậy, 62 mình sẽ thêm 2 đơn vị để có số ở dấu chấm hỏi này ha. Rồi, 62 thêm 2 đơn vị bằng bao nhiêu nè? Đúng rồi, 62 mình thêm 2 đơn vị mình sẽ được là 64 ha. Rồi, tiếp theo 64 mình cũng thêm 2 đơn vị nữa để được số bao nhiêu các em? Đúng rồi, 64 rồi đến 66 ha. Rồi 66 rồi đến 68 nè, 68 rồi đến số bao nhiêu nữa các em? Đúng rồi, 68 sẽ đến số 70 ha. Rồi các em giỏi lắm, tiếp theo 70 rồi đến bao nhiêu nữa nè các em? Đúng rồi, 70. Rồi mình sẽ đến số 72 ha các em. Rồi các em cùng đọc lại dãy số ha. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72. À, câu C. Các em quan sát dãy số ở câu C ha. 43, 48, 53, 58. Rồi cô và các em cùng tìm quy luật để mình điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi ha. Rồi các em quan sát 43 đến 48 mình thêm bao nhiêu đơn vị? Đúng rồi, 43 mình thêm 5 đơn vị để được số 48 ha. 48 mình thêm bao nhiêu đơn vị nữa để được 53 nè? À, 48 mình cũng thêm 5 đơn vị, mình có số 53 ha. 53 mình thêm
bao nhiêu đơn vị để được 58 này các em? Chính xác, 53, mình cũng thêm 5 đơn vị để được số 58 nha các em. À, vậy cô và các em đã tìm được quy luật của dãy số này rồi đó. 43 là số ở phía trước nè, mình thêm 5 đơn vị nữa, mình sẽ được số ở phía sau ha. 43 thêm 5 là được số 48. À, 48 mình thêm 5, được số 53. 53 mình thêm 5, được số 58. Tương tự như vậy ha các em, mình tìm số ở phía sau thì mình lấy số ở phía trước, mình thêm 5 đơn vị ha. Rồi 58, rồi đến bao nhiêu nữa các em? À, 58 thêm 5 mình có số 63 ha. Rồi 63 rồi đến số bao nhiêu? Đúng rồi, 63 mình thêm 5 đơn vị mình có số 68 ha. 68 rồi đến số bao nhiêu nữa các em? À, 68 mình thêm 5 đơn vị mình có số 73 ha các em. À, các em cùng cô đọc lại dãy số 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73. Các em giỏi lắm. Bài tập D, các em quan sát dãy số cùng với cô 7, 17, 27. Phía cuối là 67 ha. Rồi, để xem quy luật của dãy số này là như thế nào ha. 7, rồi đến 17. À, vậy 7, mình thêm bao nhiêu đơn vị nữa mình được số 17? À, đúng rồi, 7 mình thêm 10 đơn vị mình sẽ có số là 17. À, vậy 17 mình thêm bao nhiêu đơn vị nữa để có số 27? À, đúng rồi, 17 mình thêm 10 đơn vị nữa mình sẽ có số 27. À, vậy mình đã tìm được quy luật rồi đó các em. Vậy là số ở phía trước mình sẽ thêm 10 đơn vị nữa mình được số ở phía sau ha. 7 mình thêm 10 đơn vị mình được 17. 17 mình thêm 10 đơn vị nữa mình được 27. À, tiếp theo ha. 27 rồi đến bao nhiêu nữa các em? À, 27 thêm 10 mình có 37 ha các em. Mình điền số 37. Rồi, 37 rồi đến số bao nhiêu nữa nè? 37 thì sẽ đến 47, đúng rồi. 47 rồi đến số bao nhiêu nữa các em? À, 47 thêm 10 là được 57 ha. Và cuối cùng là 67 ha. Các em đọc lại dãy số cùng với cô. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Này các em làm đúng nè. Cô có lời khen dành cho các em nhé. Bài tập 4, các em đọc đề cùng với cô nè. Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến? À, để biết được hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến thì các em cùng quan sát các hình ở phía trên ha. Rồi, hình đầu tiên có bao nhiêu con kiến vậy các em? À, đúng rồi, hình đầu tiên mình có là 2 con kiến ha các em. Rồi, hình tiếp theo, hình số 2 có bao nhiêu con kiến nè các em? Giỏi lắm, hình số 2 thì mình có 5 con kiến ha các em. Tiếp theo, hình số 3 mình có bao nhiêu con kiến nè? Chính xác, hình số 3 mình có 8 con kiến ha các em. Rồi, tiếp theo, hình ở phía dưới, hình số 4 có bao nhiêu con kiến nè các em? À, hình số 4 mình có 11 con kiến nha các em. À, vậy để tìm được số con kiến ở hình cuối cùng nè, mình phải biết được số con kiến ở hình số 5 ha các bạn. Rồi, mình xem quy luật của dãy số này như thế nào nè. Ở đây có 2 con kiến hình số 1, tiếp theo là 5 con kiến hình số 2. À, vậy là 2 con kiến thêm bao nhiêu con kiến để được 5 con kiến nè? À, đúng rồi, 2 con kiến mình thêm
ba con kiến nữa. Mình vậy là mình có 5 con kiến ha. Rồi 5 con kiến, rồi đến 8 con kiến. À vậy 5 mình thêm bao nhiêu để được 8 nè các em? Chính xác, 5 mình thêm 3 để được 8 nè các em. À vậy 8 mình thêm bao nhiêu để được 11 nè các em? Giỏi lắm, 8 mình cũng thêm 3 để được 11 nè các em. Vậy ở hình số 5 mình cũng lấy là 11 mình thêm 3 để được số con kiến ở hình số 5 hả các em? 11 thêm 3 được bao nhiêu nè các em? À chính xác rồi, 11 thêm 3 là 14 hả các em. Vậy à, mình có 14 con kiến ở hình số 5. Rồi hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến? À, để biết hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến thì mình cũng lấy số con kiến ở hình số 5 nè. Mình cộng thêm 3 ha. Rồi 14 cộng thêm 3 bằng bao nhiêu nè các em? À, 14 cộng thêm 3 là 17. Vậy hình cuối cùng mình có tất cả là 17 con kiến ha các em. Học kết thúc rồi. Cô chúc các em học chăm, ngoan. Các em nhớ thực hiện 5K để mình cùng phòng chống dịch COVID-19 nhé.